vì mình là người làm thuê đâu dám cãi lời ai. Chỉ mong sao ngày lại ngày trôi qua, ta làm thêm chút tiền lương gửi về cha mẹ em giờ. Đàn em thơ đang tuổi học hành, để ăn canh giữa cả tô mì gói, cũng anh vui lắm rồi người không dám than phiền vì kiếm thêm chút tiền tăng ca. Buồn thì buồn nhưng mà rất vui, vui là khi có anh em đồng nghiệp chia sẻ. Thank you.